One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Thiên tài sinh nhầm thời, nhà cải cách vượt thời đại. Chắc hẳn những ai tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, nhất là thời kỳ phong kiến, cũng đều đã từng được nghe từ những cụm từ này. Nó được nhiều người dùng để mô tả về một vị vua gây rất nhiều tranh cãi gay gắt trong lịch sử Việt Nam. Đó là nhân vật Hồ Quý Ly. Các sử gia và học giả đều có những quan điểm trái chiều nhau về những việc làm của ông, từ thay đổi triều đại đến cải cách về kinh tế, quân sự, xã hội. Nhiều người gọi ông là thiên tài sinh nhầm thời hay đệ nhất gian hùng của Việt Nam. Thế nhưng dường như truyền thông của thời hiện đại chúng ta ngày nay đang hơi quá đà khi không suy xét kỹ về những sai lầm, thất bại của ông mà chỉ đề cao về mặt ý tưởng của ông. Battlecry thì không cho là như vậy. Hãy cùng Battlecry nhìn lại vấn đề lịch sử này để có cái nhìn toàn cảnh và đánh giá về con người này nhé. Chào mừng đến với Battlecry, người kể sử. Cải cách xã hội. Đầu tiên, một trong những điều tranh cãi điển hình về Hồ Quý Ly đó là về những sự cải cách được xem là vượt thời đại của ông trong ba lĩnh vực, đó là kinh tế, quân sự và giáo dục. Chúng ta hãy cùng xét ở từng lĩnh vực một nhé. Đầu tiên là về kinh tế. Nhắc tới đây thì ai đã ngồi trên ghế nhà trường đều biết tới việc làm của ông, đó chính là phát hành tiền giấy và thu hồi tiền đồng. Rõ ràng là ở thời đại chúng ta, với sự phổ biến của tiền giấy, ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một nước cờ khôn ngoan và sáng suốt của Hồ Quý Ly. Thế nhưng vấn đề là bối cảnh thời đại thì lại rất khác nhau. Nếu chúng ta đem tiêu chuẩn của thời hiện đại mà áp vào thời kỳ phong kiến, cách ngày nay cả gần nghìn năm, thì liệu có đúng không? Từ năm 1396, trước khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã phát hành thứ tiền giấy được gọi là thông bảo hội sao. In xong, chính quyền của ông ra lệnh cho dân cả nước tới đổi một quan tiền đồng lấy một quan hai tiền giấy và ban hành một loạt các lệnh cấm tiền đồng trên cả nước một cách rất gắt gao. Đó là cấm tiêu riêng và chứa riêng tiền đồng. Phạm tội chứa tiền đồng, hình phạt thì cũng tương tự như làm tiền giả. Thể thức tiền giấy, đó là tờ 10 đồng sẽ vẽ rồng, tờ 30 đồng thì vẽ sóng, tờ 1 tiền thì vẽ mây, tờ 2 tiền thì vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng, tờ 1 quan thì vẽ rồng. Kẻ nào làm tiền giả thì sẽ bị xử tử, tài sản sẽ bị tịch thu. Tuy nhiên, nếu xét về tính sáng tạo vượt thời đại thì không hẳn lắm. Thực tế thì tiền giấy không phải là một cái gì đó mới mẻ và đột phá khi đó. Ngược lại, đó lại là một con đường cụt đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, trước thời điểm mà Hồ Quý Ly cải cách. Một số học giả đương thời ca ngợi cải cách của Hồ Quý Ly về phát hành tiền giấy là đi trước thời đại. Thế nhưng thực ra, chính sách phát hành tiền giấy đã được nhà Tống của Trung Quốc áp dụng từ tận 3 thế kỷ trước đó, nên cũng không thể coi đây là phát minh của riêng Hồ Quý Ly được. Vấn đề là nhà Tống đã nhận ra được những nhược điểm của tiền giấy vào thời kỳ đó, như là dễ làm giả hoặc là bị người dân không tin tưởng, nên đã không áp dụng với quy mô lớn. Phần lớn tiền tệ của nhà Tống vẫn là tiền đồng. Sau này thì nhà Nguyên kế tiếp nhà Tống. Thời Nguyên Vũ Tông, do bị thiếu hụt ngân khố nên đã ra lệnh in rất nhiều tiền giấy, và kết quả là tiền giấy bị mất giá trị nghiêm trọng, đời sống của người dân xáo trộn. Hồ Quý Ly thì cũng đã giải quyết được vấn đề ngân khố theo cách làm của Nguyên Vũ Tông, và kết quả là cũng thất bại giống hệt như vậy. Hơn nữa, động cơ về việc phát hành tiền giấy của Hồ Quý Ly cũng được xem là không đến từ mục đích phát triển kinh tế hay là dùng đồng để đúc súng, mà là đến từ mục tiêu chính trị. Triều đình, hay nói đúng hơn là Hồ Quý Ly khi đó, nắm độc quyền cho việc in và phát hành tiền giấy. Điều này thì không sai, thế nhưng in với số lượng bao nhiêu và căn cứ vào đâu để in thì lại là một vấn đề khác. Nếu in tiền vô tội vạ thì nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Năm 1402, ông cho định lại tô thuế. Ở triều đại trước, mỗi mẫu sẽ thu 3 thăng thóc, nay sẽ thu thành 5 thăng. Bãi dầu, triều trước mỗi mẫu thu 9 quan hoặc là 7 quan, nay thu hạng thượng đẳng, mỗi mẫu là 5 quan tiền giấy. Hạng trung là 4 quan tiền giấy, hạng hạ đẳng là 3 quan tiền giấy. Tiền nộp hàng năm của đinh nam trước thu 3 quan, nay chiếu theo số ruộng, người nào từ 2 mẫu 1 sào đến 2 mẫu 5 sào sẽ thu 2 quan 6 tiền.
từ 2 mẫu 6 sào trở lên thì thu 3 quan, sẽ giảm dần theo số lượng đất sở hữu. Đinh nam nếu không có ruộng hoặc là trẻ mồ côi, bà quá, dẫu có ruộng thì cũng sẽ được miễn trừ. Về cơ bản là hồ Quý Ly đang giảm thiếu ruộng hơn một chút so với thời Trần. Thoạt nhìn thì nhà Hồ đã giảm thuế thu bằng tiền so với thời kỳ trước. Thế nhưng vấn đề là lại tăng thuế thu vào hiện vật. Đây cũng chính là cái thâm ý của Hồ Quý Ly, một mũi tên trúng hai đích. Do triều đình nắm độc quyền trong việc in và phát hành tiền giấy, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho nên mất đi vài quan tiền giấy của dân cũng chẳng thấm vào đâu, lại còn được tiếng là khoan dung. Ngược lại, họ sẽ tăng tô thuế bằng thóc là thu của cải vật chất, thu chính cái nuôi sống con người thật. Người dân thì sẽ hân hoan vì tưởng mình phải nộp ít thuế hơn. Thế nhưng thực ra triều đình mới là bên được lợi từ chính sách bằng việc in tiền giấy. Hồ Quý Ly đã truyền những tờ giấy vẽ rồng vẽ phượng vốn vô giá trị cho người dân để lấy về mình thóc gạo qua một chính sách miễn giảm thuế. Ông thừa hiểu rằng người ta không thể nào sống được bằng tiền mà phải đổi bằng thóc thật, gạo thật. Và cũng chính vì vậy mà việc ban hành chính sách phát hành tiền giấy cũng đã khiến cho người dân náo loạn một phen. Tự nhiên bắt dân đổi tiền đồng sang những tờ giấy vẽ hình, hóa trang bằng việc ăn cướp của dân, càng khiến cho xã hội lâm vào cảnh hỗn loạn. Và nó lại tạo ra thêm một hậu quả tai hại, đó là tiếp tục làm giảm giá trị của tiền giấy. Tiền là một vật dùng để trao đổi ngang giá, và giá trị của nó thì phụ thuộc khá nhiều vào niềm tin của người tiêu dùng. Nếu họ không còn tin vào nó, tức là nó sẽ bị giảm giá trị. Có lẽ đây cũng chỉ là một biện pháp cực chẳng đã, bởi vì ngay sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã cho phát hành tiền đồng trở lại, mà cũng chẳng bận tâm tới ban hành luật quy đổi tỷ giá giữa tiền giấy thông bảo hội sao và tiền đồng Thái Nguyên thông bảo nữa. Như vậy thì không khó hiểu khi nhà Hồ không được lòng dân. Một chế độ ra đời không giải quyết được vấn đề xã hội mà đẩy mọi thứ vào hỗn loạn, ắt sẽ bị đào thải. Nhiều người thì cũng cho rằng Hồ Quý Ly không có thời gian. Vậy nhưng hãy nhớ rằng năm đời vua cuối của nhà Trần đều đã bị Hồ Quý Ly thao túng. Ông ta bắt đầu được trọng dụng từ năm 1372 và nắm được đại quyền vào năm 1377. Dù Trần Nghệ Tông khi đó vẫn đang là Thái Thượng Hoàng, thế nhưng mọi quyền quyết định đều do Hồ Quý Ly nắm. Tức là ông ta đã có hơn 20 năm nắm đại quyền trong bóng tối rồi đấy. Về giáo dục, so với các cải cách khác, cải cách giáo dục của Hồ Quý Ly dường như dễ được chấp nhận nhất. Xuất phát từ thực tiễn trước đó, có ý định giảm bớt lối học giáo điều, tăng cường sử dụng chữ nôm trong giảng dạy và sáng tác. Năm 1397, Hồ Quý Ly có ban tờ chiếu nhân danh vua Trần Thuận Tông, ra lệnh cho các lộ Sơn Nam, Kinh Bắc và Hải Đông đặt một vị học quan, được cấp ruộng công, từ đó mà thu học trò dạy dỗ, rồi hàng năm tiến cử cho triều đình. Theo sử gia Ngô Sĩ Liên, tờ chiếu ban ra tùy tốt đẹp, thế nhưng không thấy được thi hành. Theo vị sử gia này, đó là cách Quý Ly lấy lòng của nhân tâm là nhiều hơn tính thực tiễn. Hồ Quý Ly thì ghét lối học vẹt, sao chép kinh điển, nên đã bỏ phép thi ám tả, cổ văn. Ông còn chủ trì việc dịch kinh thi ra chữ nôm để dạy cho hậu phi cùng nhân, và tự mình chú giải kinh thi theo quan điểm riêng, chứ không dập khuôn theo các ý kiến trước đó. Trước đó ít năm, Hồ Quý Ly viết sách Minh Đạo, đánh giá lại các vĩ nhân trong đạo nho. Theo đó thì chỉ xem Khổng Tử là tiên sư và Chu Công thì mới là tiên thánh. Quan điểm này thì đã bị các nhà nho Việt Nam chỉ trích. Một số học giả hiện đại như ông Trần Quốc Vượng, ông Hà Văn Tấn cho rằng bản ý của Hồ Quý Ly là muốn đả phá Tống Nho và quay về lý luận của nho giáo thời Nguyên Thủy, đồng thời tìm cách gây dựng bản sắc riêng cho nho giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù mục đích tốt, thế nhưng quan điểm của Hồ Quý Ly thì lại mâu thuẫn với quyền lợi của tầng lớp địa chủ mới ở Việt Nam, nên đã bị họ đả phá kịch liệt. Như vậy, dù cải cách giáo dục của Hồ Quý Ly chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng đó thực sự là một bước đột phá về tư duy của ông. Tuy nhiên, do điều này động chạm trực tiếp tới quyền lợi của giới địa chủ và nho sĩ, vậy nên cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu. Về quân sự, có lần Hồ Quý Ly nói với các quan rằng làm thế nào để có 100 vạn quân chống giặc phương Bắc. Viên đồng tri khu mật sứ Hoàng Hối Khanh đã dâng lên kế sách, đó là làm sổ hộ tịch trong cả nước, biên hết vào sổ những nhân khẩu từ 2 tuổi trở lên và lấy sổ hiện tại làm thực số, không cho người lưu vong mà vẫn biên tên trong sổ. Yết thị cho các phiên trấn, hễ có người nào trú ngụ thì phải đuổi về nguyên quán. Đến năm 1401,
làm sổ hộ tịch xong, tính số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi trở xuống được gấp bội so với trước. Cho nên đến năm 1402, điểm bình rất nhiều. Về cơ bản thì chuyện này chưa khiến cho người dân bất mãn, do tất cả những ai nhập ngũ thì đều sẽ được miễn thuế. Thế nhưng điều này thì cũng sẽ gây ra gánh nặng cho nền kinh tế. Tiền trả lương cho quân đội lúc này đang ngày càng mất giá trị, kinh tế thì lại càng thêm khó khăn hơn. Nó cũng là một đòn đánh tiếp theo vào giá trị của tờ tiền giấy. Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương lập phép hạn chế gia nô, chiếu theo phẩm cấp sẽ được cấp số lượng khác nhau, nếu thừa thì phải dâng lên triều đình. Bấy giờ thì có nhiều vị đại phu, sĩ phu vốn tham phú quý, muốn được lòng nhà Hồ, đã dâng thư khuyên hãy giết hại con cháu nhà Trần để giảm bớt số ruộng và số nô, từ đó giảm bớt thế lực của họ. Điều này thì lại càng khiến cho dân chúng và sĩ phu từng hưởng bổng lộc nhà Trần trở nên bất mãn và tạo tiền đề cho nhà mình dùng luận điệu phù Trần diệt Hồ sau này. Vũ khí thiết bị quân sự vào thời kỳ này thì đều có những bước cải tiến quan trọng về mặt kỹ thuật và tính năng. Hồ Nguyên Chừng thì cải tiến loại súng thần cơ để nâng cao sức công phá hơn hẳn súng thần cơ thời nhà Trần. Thủy binh thì đã được trang bị thuyền chiến lớn hơn, nhà Hồ cho đóng nhiều thuyền đinh sắt đề phòng quân mình, có hiệu là trung tàu tải lương. Bên cạnh đó, nhà Hồ cũng xây dựng các hệ thống phòng tuyến trên mặt đất để phòng thủ quốc gia, như là thành Tây Đô, thành Đa Bang và cả một hệ thống công trình phòng thủ có quy mô lớn, dài gần 400 km, kéo dài từ núi Tản Viên, men sông Đà, sông Hồng, sông Luộc đến tận cửa sông Thái Bình. Đây có thể xem là nỗ lực lớn nhất của Hồ Quý Ly trong việc bảo vệ đất nước trước nhà mình và mở rộng tầm ảnh hưởng xuống phía Nam. Tuy nhiên các bạn có thấy thiếu gì đó không? Quân đội nhà Hồ có quân số đông đảo, có vũ khí cải tiến, thế nhưng lại không có bất kỳ một vị tướng nào đủ tài để cầm quân đánh trận. Bản thân Hồ Quý Ly và Hồ Nguyên Chừng thì cũng không hề có tài cầm quân. Trong trận Hải Triều trước đó và các cuộc chiến chống lại Chiêm Thành, Hồ Quý Ly cứ cầm quân là bại trận. Ông ta thậm chí còn nướng nguyên đội quân thánh dực tinh nhuệ của nhà Trần. Nếu không có sự xuất sắc của Trần Khát Trân và một số viên tướng trẻ thì đừng nói tới nhà mình, ngay cả Chiêm Thành cũng có thể khiến Đại Việt vong quốc. Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã cố gắng tiêu diệt và loại bỏ hết những tôn thất nhà Trần. Điển hình nhất là cái chết của viên tướng Trần Khát Trân và gần 400 người liên quan. Như vậy, trong 3 lĩnh vực là kinh tế, quân sự và giáo dục, đóng góp lớn nhất của Hồ Quý Ly đều nằm ở giáo dục, còn kinh tế thì đầy hỗn loạn. Quân sự tuy được đầu tư nhiều về trang thiết bị, khoa học kỹ thuật, thế nhưng lại không có bất kỳ một tướng tài nào đủ bản lĩnh. Và quan trọng nhất là ông đã khiến lòng dân không theo. Nghệ thuật xoán ngôi quá non kém. Bên cạnh việc gây tranh cãi về các cải cách, thì một trong những vấn đề được lôi ra bàn luận nhiều nhất đó là việc so sánh Hồ Quý Ly với Trần Thủ Độ. Cả hai thì đều xoán triều lập vị, thế nhưng lại đi theo hai ngã rẽ rất khác nhau. Một bên thì mở ra một triều đại hùng mạnh, kéo dài tới 175 năm, với hào khí Đông A, với anh minh thịnh thế, với chiến công 3 lần đánh bại đế chế hùng mạnh nhất thế giới, Nguyên Mông, khiến hậu thế nhớ mãi không thôi. Một bên thì vận khí ngắn ngủi, bị người đời căm hận, tới nỗi mà Hồ Nguyên Chừng chỉ có thể thở dài mà nói rằng: "Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo." Bây giờ, chúng ta hãy cùng so sánh một chút về bối cảnh dẫn tới cuộc xoán ngôi của hai nhân vật này là Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly nhé. Vào cuối thời Lý, đặc biệt là sau loạn Quách Bốc năm 1209, nhà Lý dần rơi vào hỗn loạn. Các vua triều Lý thì dần lệ thuộc vào các dòng họ, gia tộc và thế lực lớn. Trong đó thì gồm có họ Đoàn đứng đầu bởi Đoàn Thượng, họ Nguyễn đứng đầu bởi Nguyễn Nộn và họ Trần đứng đầu là Trần Tự Khánh. Ngoài ra thì còn hàng chục thổ hào, thủ lĩnh địa phương, các băng cướp hoành hành khắp nơi. Đất nước khi đó gần như rơi vào cuộc loạn 12 sứ quân lần thứ hai. Sau gần một thập kỷ Nam Trình Bắc Chiến, họ Trần dần chiếm được ưu thế sau khi phò tá cho Thái tử Lý Sảm, tức Lý Huệ Tông lên ngôi. Và cái chết của Trần Tự Khánh năm 1223 đã khiến cho quyền lực khi đó rơi cả vào tay của Trần Thủ Độ. Và chỉ chưa đầy 2 năm sau, đến năm 1226, Trần Cảnh lên ngôi, tức Trần Thái Tông. Như vậy là chỉ sau 3 năm cầm binh quyền thay Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ đã thúc đẩy xong công cuộc chuyển giao vương triều từ nhà Lý sang nhà Trần.
Thái sư Trần Thủ Độ mưu sự cướp ngôi hay là tàn sát Tôn Thất cựu triều, thế nhưng đã làm rất khéo. Trong khi trưởng tri Long Hưng, tức Trần Thủ Độ, sắp xếp để nữ chúa nhường ngôi cho chồng cũng vô cùng mỹ mãn, không có một chút sơ suất. Việc vợ nhường ngôi cho chồng cũng là hợp với nguyên lý thiên địa cản khôn, dương phải ở trên, âm phải ở dưới, làm sáng tỏ muôn nhà. Cũng là cướp ngôi, thế nhưng lại thể hiện là nhường ngôi trước mặt dân chúng. Mặt khác, trong 10 năm sau đó, nhà Trần cũng đã tạo được lòng tin vững chãi trong lòng của nhân dân. Binh quyền của Trần Thủ Độ lớn tới mức, trong những năm đầu triều Trần, người có uy quyền lớn nhất không phải là Thái Thượng Hoàng Trần Thừa hay vua Trần Thái Tông, mà chính là Trần Thủ Độ. Việc đầu tiên mà Trần Thái Tông làm khi lên ngôi, đó là phong Trần Thủ Độ làm Thái Sư, giữ tất cả các việc hành quân đánh dẹp trong nước. Và phải mấy tháng sau mới suy tôn bố đẻ là Trần Thừa làm Thượng Hoàng, mẹ là Lê Thị làm Quốc Thánh Hoàng Thái Hậu. Cầm trong tay binh quyền như vậy, thì việc Trần Thủ Độ tìm cách tự mình lên ngôi cũng là điều khá là dễ dàng. Thế nhưng trên thực tế thì Trần Thủ Độ chưa bao giờ có bụng cướp ngôi vua giành lấy cho riêng mình hay những hậu duệ trực tiếp của mình. Nếu Trần Thủ Độ muốn biến Thái Tông thành vua Bù Nhìn thì cũng rất dễ. Thế nhưng ông không bao giờ làm vậy, kể cả khi có cơ hội rõ ràng. Có lần, Trần Thái Tông chán nản vì bị ép lấy công chúa Thuận Thiên, vợ của anh cha ruột là Trần Liễu, nên đã bỏ trốn. Trần Liễu khi đó giấy binh làm loạn, thế nhưng thực lực không đủ, về sau phải tự mình ra hàng. Trần Thủ Độ đã rút gươm định giết luôn, thế nhưng Trần Cảnh lấy thân mình ra đỡ. Trần Thủ Độ tức giận vứt gươm xuống sông rồi nói: "Ta thực ra cũng chỉ là con chó săn của triều đình mà thôi, sao hiểu được tình cảm của anh em các ngươi?" Vì xã tắc nhà Trần, sau đó Trần Thủ Độ đã vẫn mở đường trọng dụng con trai của Trần Liễu là Trần Quốc Tuấn nắm giữ binh quyền. Sách sử sau này hầu như không nhắc gì tới con cháu của Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ có thể là quyền thân nhà Lý, thế nhưng ông là khai quốc công thần của nhà Trần. Tấm lòng trung thành của ông với người cháu họ là Trần Thái Tông không có gì phải bàn cãi. Trần Trọng Kim sau này đánh giá trong Việt Nam sử lược như sau: Thủ Độ là người rất gian ác đối với nhà Lý, thế nhưng lại là một người đại công thần của nhà Trần. Có thể nói rằng cuộc xoán ngôi đoạt vị của Trần Thủ Độ là cả một nghệ thuật trong hành vi đảo chính. Nó nhuần nhuyễn với từng lớp lang bài bản, vừa đảm bảo được tính chính danh, không khiến cho lòng người ly tán, vừa đảm bảo thâu gom được quyền lực về họ Trần và diệt được các mầm mống của họ Lý. Hồ Quý Ly sau này thì thuận lợi hơn rất nhiều. Ông hơn Trần Thủ Độ ở học vấn, nhiều chữ nghĩa. Thế nhưng cách mà Hồ Quý Ly dùng để cướp ngôi nhà Trần thì lại cũng dùng nhiều thủ đoạn tương tự. Khi nắm trong tay quyền lực, cài đặt hết thân tín vào trong triều đình, thì Hồ Quý Ly cũng ép vua cũ đi tù, ép vua mới phải nhường ngôi. Nếu Trần Thủ Độ ép vua Lý Huệ Tông đi tu ở chùa Chân Giáo, thì Hồ Quý Ly ép vua Trần Thuận Tông phải đi tu ở đạo quán Ngọc Thành. Sau này để tránh hậu họa, cả Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly đều tận sát các cựu hoàng. Lưu ý, chi tiết Trần Thủ Độ giết Tôn Thất nhà Lý hiện nay vẫn chỉ là một nghi án trong lịch sử và vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Và nếu Trần Thủ Độ tìm cách ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Thái Tông, thì Hồ Quý Ly lại ép cháu ngoại là Trần Thiếu Đế nhường ngôi cho chính mình. Thế nhưng, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly trong vở kịch chính trị này, đó là Trần Thủ Độ không vơ ngai vàng về tay mình. Còn Hồ Quý Ly, dù khi đó đã ngoài 60 tuổi, vẫn cứ chễm chệ ngồi lên ngai vàng thì mới thỏa tâm nguyện, trước khi nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương. Lấy lăng kính của thời phong kiến mà soi, thì người nhà Lý coi Trần Thủ Độ như dạng Tào Tháo hay Tư Mã Ý, còn người nhà Trần thì lại nhìn Trần Thủ Độ giống như Chu Công, Hoắc Quang, là những tấm gương điển hình về phó tá vua nhỏ thời đầu của Tây Chu và Tây Hán. Riêng với Hồ Quý Ly, nhìn đi nhìn lại thì đều giống như Vương Mãng cuối thời Tây Hán mà thôi. Việc làm của Hồ Quý Ly đã gây ra nhiều bất mãn trong thành phần nho sĩ, thành phần địa chủ vốn nắm nhiều quyền lực và các nguồn lực chủ yếu của đất nước. Điều này thì lại còn bồi thêm một nhát đấm nữa với việc ông tước quyền lực của họ khi cải cách giáo dục. Chính vì vậy mà khi chống giặc, ông không thể nào huy động được sức dân, mà ở đây là tầng lớp quý tộc, nho sĩ hay địa chủ ủng hộ mình. Tự trùng lại, Hồ Quý Ly mắc quá nhiều sai lầm trong quá trình cầm quyền. Đầu tiên là với tầng lớp nhân dân thấp trong xã hội khi ban hành tiền giấy, và có nhiều sai lầm khiến tờ tiền giấy mất giá trị. Với tầng lớp sĩ phu, địa chủ,
ông cũng gây mất lòng khi làm giảm quyền lực và tầm ảnh hưởng của họ. Trong quân sự thì ông không chú trọng vào đào tạo tư duy chiến thuật cho các tướng lĩnh, mà tập trung nhiều vào cải tiến vũ khí. Nếu song hành cả hai, thì chắc là Việt Nam đã không mất nước vào tay của giặc mình.